chúng mơ lầm hạt này từng ở cái này chúng lầm hạt này cứ cái ao dương rộ đầm lại lệ này cần xóm à nè chúng lệ này cứ thông thống nè cứ bì bòn mà phấy hai bì bòn nằm bốn lực chưa kể thì tình này bây giờ mới cứ thông á bò dương trong cái này vô chùm nguồn nắng lực chưa kể mình nên thay chùm nguồn nắng côn chùm nguồn nặng hành hít được cái này dương bột đỏ cháy cho cứ khơi tròn mềm tên chân dương bị bạc cái nông ca cháy chào quá lệ này chân cứ kì đọc sài đời miên rộng biếp nâng với thi được bảo vệ dương kẻ này chào vô thêm đó cứ về thông thông nè chúng phía do cư dương còn mơ vía mà nít cư dương sân kê từ phía bài sân màu phía bái nhầm mạch dương mơ phía bái nhưng khơi thà chùm nuôn ní cà rế chùm nuôn ní cà rế hả nít đọ pì chân đọ pì ní dương ai bắt đạch vía mà tố đọ mùi mà tố đọ mùi mà cứ sma đàm vậy nhé. Ok ta hai viên đang chô rụp một môn này chúng phía do cư dương tục đã đài sân mát. Vậy để dương chào bà rộng hay dương thầu đọc sáng cứ phía bài. Phía bài dương bắt đạch mà đòn mối. Mình nên thầy dương bắt đạch áp bí nè. Thứ mới bầm lại anh vía đọc mối, đọc mối. Đầm bầy ấy, đầm bầy. Về để dương bắt đạch tất cứ vi chô rụp một môn nè. A cà rế đỏ bề cà rề của mối nếu dương anh sẽ ban cà rề ban bị cái này sẽ nhà bột đi nư nâu đỏ đá chấn dương thưa cà phát đá đỏ đá cứ bì bòn mà phây cà rề cứ đỏ mùi. Ok nè đỏ mùi nâng đỏ mùi nếu cứ sma đỏ bì bình đỏ đá chấn vì ọt bà rà bồ nà tới cứ sma đỏ bình đỏ đá chứ anh ấy cứ dương à chô rụp một mối nè mình đi theo dương bùm lại cho chô rụp một này. Đây xa là cà rề mùi nếu dương ai xe ban mùi cà rề ban đi khả nè anh ấy có đi khả nè đây và tôi mà thích dương thư ca bỏng bài vía để bà rụp bà môn a cà rề đọc bì cà rề chân dương thư ca bỏng bài vía ta chân phía vô cư dương tục vía vinh tỏ đá là dương thư ca bỏng bài phía bài thay vì tao chỉ chẳng ná chân dương bài mà bàn chùm nuôn nắng bột muối mà cà ta tiết đỏ mùi nên dương prà rụp muốn đỏ mùi. Ok chân bánh nè dương prà rụp muốn à kể đỏ bê kể nắng đầy chùa tùm rụng nắng dương bài mà bàn bánh nè xin nhá bố cứ bố quên đỏ đá anh ấy cứ dương thơ cao bằng bài bị khá nè đà tu bánh ấy cứ kê đầm nàng ở á lịch mũi này cứ kia đầm nàng lại bề cho như thưa ca bỏng bài lệ nhân lịch khả nế bì bòn hoặc phấy bộ muối mà cả ta tiệt cứ bì bòn hoặc phấy đọ trên mùi. Ok mà đó bật nặng ta dương thôi vì chẳng phải tiếp đứng thưa ca si sò nè dương khơi cái này nè anh ấy cứ các bạn pi pòn mà thấy này bây giờ dương cất thầm các bạn về tay cái tôi này cứ bột thả mũi chứ bị cao đang lại chấm nón tung rì đi cái này bột thả này việc tung rì chứ dương bột mới lan mà miền này thả pi pòn mà thấy pi pòn đầm buồn thế chứ nó không nong vuông của chọ và nó cứ khơi bản năng. Thế phía bánh cứ miên phần đằng này chắc những ai xong rồi bị bán nè. Anh ấy cứ nhầm thưa cả bởi dồn lấy. Thế bê bà lón cứ dừng kịch nó lơ cả đá priêng. Chứ anh ấy cứ những ai xong rồi bị cho bán muối nè. Anh ấy cứ rế chắc những xong rồi bị cho muối mất. Chứ vì nó xong tại muối đề. Chứ phía dồn cứ xong bị bọn mà thấy. Bị bọn đồng buồn. Ok. Vô dừng xong rồi cho muối nè. Lấy dừng mơ phía bài những tiếng. Phía ba nhà này mình cứ dương xùm rùa ói. Phía này cứ xùm rùa này. Chân nó xò lại bà này. Chân tông ri đọ trên mùi thiệt mà chân khơi mắn.
2020 2017 okay តោះមកបូកសញ្ញាបូកគឺនៅដែរអានេះដូចគ្នាយើងធ្វើការស៊ីសងវាមកអានេះធ្វើការស៊ីសងចានេះស៊ីសងទៅយើងឃើញប្រហែលអានេះពេលដែលយើងស៊ីសងទៅពេលដែលយើងស៊ីសងទៅគឺឃើញ2020 2021ព្រោះវាបូកផ្ទុំរៀងមួយទៀតតែនេះអានេះគឺ2020 2019ដោយសារអានេះមានសញ្ញាបូកអញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្រួលមិញសម្រួលអានេះសម្រួលលេខ2020និង2019នេះចោលអានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងសម្រួលនឹងគឺយើងចាប់វាជាកតាហើយយើងចាប់វាជាកតាហើយបានយើងអាចសម្រួលមួយភាគយកបានអាកន្លែងហ្នឹងណាដោយសារអានេះវាមានសញ្ញាបូកនេះមិញខ្ញុំបញ្យល់តែឡើយនេះតែអានេះវាមានសញ្ញាបូកយើងត្រូវចាប់វាជាកតាអញ្ចឹងវាសល់តែតួនេះឯងអានេះយើងចាប់វាមកមុខអស់ហើយដើម្បីសម្រួលចោលណាអញ្ចឹងវាសល់តែតួហ្មង2020 2021ទេអូខេសង្ឃឹមតែយល់ឡើយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលលេខហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើការគណនាបន្តទៀតលេខនេះគឺនៅតែធំដដែលអញ្ចឹងយើងឃើញអានេះគឺ2021អញ្ចឹង2021យើងអាចបដាច់វា3មកដើម្បីយកបូកមកនេះអូខេអញ្ចឹងនេះយើងអាចសរសេរបាន2019បូក3បានទេ sorry បូក2បានទេបាននេះយើងមើលខ្ទង់រីឯ9បូក2គឺ21ដដែលអញ្ចឹងអា2ហ្នឹងគឺយើងយកមកបូកមកនេះដើម្បីឲ្យបាន9នេះគ្នាតោះអញ្ចឹងភាគយកគឺនៅដដែលរីឯភាគបែងភាគបែងយើងបូកវា2ទៀតមកអញ្ចឹងវាឡើងហ្មង2020 2019បូកនៅនេះយើងបដាច់ចោល2ឯងអញ្ចឹងសល់2020 2019នេះអូខេជាអានេះយើងបូកមកនេះมันបាន2ដងមានន័យថា2ដងគុណជាមួយនឹងអានេះម្ដងបូកម្ដងអញ្ចឹងបាន2ដងហើយអញ្ចឹង2ដងនៃនេះ2ដងនៃលេខប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកាលណា2ដង2ដងយើងសម្រួលព្រោះអានេះវាមានកតា2020 2019 2020 2019អញ្ចឹងយើងសម្រួលវាចោលសល់តែភាគយកគឺសល់1អញ្ចឹងភាគយករបស់យើងគឺសល់ហ្មងយើងសម្រួលអស់គឺសល់1ចុះភាគបែងភាគបែងយើងសម្រួលអានេះចោលហើយនេះមិញយើងសម្រួលអានេះចោលហើយយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងវាសល់សល់2អូខេអញ្ចឹងចម្លើយនៃកន្សោមរបស់យើងគឺសល់1លើ2មានចម្ងល់ឡើយណាគឺយើងអាចសួរបានខមមិនសួរពីក្រោមអូខេខ្លាញ់តែអត់តន់កន្លែងនេះបន្តិចទេកន្លែងនេះគឺទីសាមានសញ្ញាបូកអញ្ចឹងមានកតានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់វាជាកតាមកវាសល់តែ2នេះទេអញ្ចឹង2នេះគឺយើងដាក់ទៅដែរអូខេអញ្ចឹងលេខនេះគឺវារៀងធំបន្តិចតែល្បិចនៃការគណនាកន្សោមនេះគឺយើងគិតតែបំលែងវាមកកន្លែងនេះមកយើងអាចបំបែកបានដែរសិនជាយើងអាចដែរជួបលំហាត់ហ្នឹងយើងច្បាស់ជាគិតថាអើយកអានេះគុណខ្លួនវាយកអានេះគុណគុណឲ្យស៊ីសងទៅគឺឃើញហើយអូខេវាមិនងាយស្រួលទេព្រោះលេខវាធំខ្លាំងណាស់